Lợi ích và công đức của sự niệm Phật. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. 1. Lợi ích của sự niệm Phật. Kinh nói: ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Tạm dịch: sông ái rộng ngàn thước, biển khổ muôn trùng sống, muốn thoát luân hồi khổ, hãy mau niệm Di Đà. Lợi ích niệm Phật có 7 điều thù thắng. Cam Lồ Sớ nói: từ ngữ ít nên dễ thực hành, vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm. 2. Niệm duyên theo cảnh Phật, vì nhất tâm niệm Phật, nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới. 3. Lìa tai nạn được an vui, vì được chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn, được vui vẻ tốt lành. 4. Xưng danh diệt tội, vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp. 5. Trì niệm được phước, vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn 7 loại báo trong tứ thiên hà cúng dường Phật và A-la-hán. 6. Quả báo cảm được thấy Phật, vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật. 7. Đích thân Phật đón rước vãng sanh, hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hành giả vãng sanh cõi Phật. Kinh nói: người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả các chư thiên, đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. 4. Tất cả ác quỷ như dạ so, la sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạn tử. 6. Những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo thù. 7. Đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A Di Đà. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt. 9. Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các thánh chúng, tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui diễm màu. Niệm Phật Kính Luận của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: các kinh niệm Phật vãng sanh nói, niệm Phật có 30 lợi ích, cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai. A. Quá khứ: diệt trừ các tội, niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sinh tử, kinh quán vô lượng thọ. B. Hiện tại: 1. Diệt trừ các tội, niệm một câu niệm Phật diệt 80 ức kiếp trọng tội sinh tử. 2. Công đức vô biêu, niệm một câu Phật hiệu được 80 ức công đức vi diệu. 3. Được pháp thù thắng của chư Phật. 4. Chư Phật đồng chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. 10 phương chư Phật đồng khuyên tinh niệm. 7. Nếu có hoạn nạn niệm Phật liền trừ. 8. Lâm chung lòng không điên đảo, kinh xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 9. Niệm Phật một pháp nhiếp nhiều pháp. 10. Pháp môn tịnh độ bao gồm 5 tông, 8 giáo. Một câu A Di Đà Phật niệm được thuần thục 3 tạng 12 bộ kinh, những giáo lý cực tắc đều ở trong đó. 1700 công án, đường lối hướng thượng đều ở trong 3000 oai nhi, 8 muôn tế hạnh, ba tụ tịnh giới cũng ở trong đó. 11. Khi lâm chung Phật tự đến rước, khinh sinh tán tịnh độ Phật nhiếp thọ. 12. Dùng ít công đức mau sanh tịnh độ, kinh pháp cổ. 13. Thọ mạng lâu dài, tăng long phước thọ, kéo dài mạng sống. Phật hiệu là thuốc trường sinh của bậc đại giác. Xơi vị lai. 14. Hóa sanh trong đài sen, thân màu vàng ròng. Kinh nói hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. 15. Sống lâu không chết, sống cho đến ngày thành Phật. 16. Thân quán sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, thần túc, ha tâm, lộ tận thông. 19. Được vô sanh pháp nhãn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Cùng với Bồ Tát làm bạn, kinh nói rằng Bồ Tát quý bạn lữ. 22. Hương hoa âm nhạc sáu thời cúng dường. 23. Cơm áo tự nhiên nhiều kiếp không hết. 24. Tự do tiến đạo thẳng đến Bồ Đề. 25. Thường tươi trẻ, không có tướng già. 26. Thường được khỏe mạnh, không có bệnh tật. 27. Không bị đọa ba ác đạo. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm sáu thời thường nghe nhiều pháp. 30. Ở địa vị bất thối, tịnh độ quần nghi luận của Đại sư Hoài Cảm nói: người sanh về Tây Phương có 30 điều lợi ích. 1. Vãng sanh cõi Phật. 2. Được niềm vui pháp lớn. 3. Thân cận chư Phật. 4. Trải qua 10 phương cúng dường Phật. 5. Tận tai nghe Phật thuyết pháp. 6. Tư lương phát huệ, nhanh chóng tròn đầy. 7. Mau chứng Bồ Đề. 8. Các trời người cùng tụ hội một nơi. 9. Không thối chuyển. 10. Vô lượng hạnh nguyện tăng tiến. 11. Chim anh vũ xá lợi tiên dương pháp âm. 12. Gió thổi hàng cây tấu diễn thiên nhạc. 13. Nước sấy châu mani diễn thiết pháp khổ không. 14. Tiếng nhạc tấu diễn âm thanh vi diệu. 15. 48 nguyện của Phật nhiếp thọ. 16. Thanh sách vàng rồng. 17. Thân không số sa cấp hèn. 18. Đầy đủ 6 thứ thần thông. 19. Thường ở nơi chánh định tụ. 20. Không có các điều bất thiện. 21. Thọ mạng lâu dài. 22. Y phục và ẩm thực tự nhiên hóa hiện. 23. Chỉ thọ hưởng những điều vui. 24. Được 32 tướng tốt. 25. Thật không có người nữ. 26. Không có các tiểu thừa. 27. Lìa khỏi tám nạn. 28. Được 3 pháp nhẫn. 29. Thân thường có ánh sáng. 30. Thân được sức mạnh kiên cố như kim cang. Người đạt bất niệm, tự niệm sâu, vọng niệm ít khởi, thỉnh thoảng vẫn có khởi nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là điều vi diệu độc đáo nhất của pháp môn. Người xưa nói: một niệm lành, niệm mãi trong tâm, tâm sẽ trọn lành. Kinh nói: niệm Phật một câu, phước đức vô lượng. Nay ngày đêm ta niệm 3.000, 5.000, 1.000, 10.000, 30.000. Vậy thì phước đức biết bao nhiêu mà kể cho hết. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: tâm làm Phật, tâm là Phật. Liên tông của Tổ Ngẫu Ích Đại sư nói: một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng đã là Phật rồi. Vậy chỉ tâm ta đang là Phật, quyết định tâm ta phải là Phật. Hay La Mã. Công đức niệm Phật. A. Công đức. Kinh niệm Phật Ba La Mật dạy: muốn vãng sanh cực lạc chỉ cần xưng danh hiệu Phật là đủ. Vì danh hiệu chính là biểu tượng của Pháp thân, cho nên niệm danh hiệu chính là niệm Pháp thân vậy. Tức là tên chung, tên gốc của tất cả các pháp giới chư Phật. Pháp sư Tịnh Không nói: A Di Đà Phật là bổn danh, từng vị trong tất cả pháp giới chư Phật là biệt hiệu của các ngài. A Di Đà Phật là bổn danh của các ngài, cho nên gọi là pháp giới tạng thân. Tiết Hư lão nhân nói: một câu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, bao gồm cả thập phương tam giới chư Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao trùm cả 12 bộ kinh điển trong Tam Tạng, tức là chữ A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của Tam Tạng. 6 chữ hồng danh là vô các chú. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ bí mật, chẳng phiên dịch. Cả 6 chữ chẳng phải là tiếng Trung Hoa. Pháp này cao tột thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. Tổ thứ 9 Ngẫu Đại Sư nói: A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, bao gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để dời công đức thì công đức nào cũng phải đến hết. Trong Quán Kinh Sớ Tổ Thiện Đạo Đại Sư nói: niệm Phật một câu diệt 80 ức trọng tội sinh tử và được 80 ức kiếp, vi diệu công đức. Kinh niệm Phật Ba La Mật nói: nếu có chúng sanh nào chỉ thành xứ niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì quy lực bất khả tư nghì của danh hiệu khiến cho tâm thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết. Hiện tượng thanh tịnh hóa này theo Di Tích Học giải thích như sau: khi ta niệm Phật, chủng tử vô lậu của danh hiệu Phật huân tập vào tạng thức, nó sẽ chuyển hóa những chủng tử hữu lậu gọi là bạch tịnh hóa. Huân tập càng nhiều, chủng tử vô lậu, sức chuyển hóa bạch tịnh hóa càng mạnh. Đến giai đoạn nào đó, bạch tịnh hóa hoàn toàn thì không còn chủng tử hữu lậu mà chỉ có chủng tử vô lậu. Lúc đó tạng thức trở thành bạch tịnh thức, cũng gọi là vô cấu thức, tức là thức thứ 9. Sau đó chuyển thành đại viên cảnh trí. Do vậy hành giả cần nỗ lực tinh tấn công phu, ngày càng đắc lực hơn. Hễ chủng tử vô lậu tức danh hiệu Phật tăng trưởng một phần, thì chủng tử hữu lậu tức phiền não, tham sân si mạn nghi là kiến giảm một phần. Chủng tử vô lậu tăng trưởng 10 phần thì chủng tử hữu lậu giảm 10 phần. Nhờ vào tiến trình bạch tịnh hóa nói trên, người đạt được bất niệm từ niệm cảm thấy an lạc, mát mẻ, vui vẻ, hạnh phúc không tài nào diễn tả được. Nên nói uống nước nóng lạnh tự biết, vọng niệm ngày càng ít hơn. Thỉnh thoảng nếu có cũng bị quy lực của danh hiệu Phật và sức chuyển hóa chủng tử chặn đứng, hủy diệt ngay khi vừa muốn khởi. Nếu hành giả tiến sâu hơn, đạt niệm Phật thành một khối thì vọng niệm thô sẽ không muốn khởi được nữa. Kinh Huyệt Đăng Tam Muội nói: tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đạo giải thoát. Thế nên biết chư Phật trong ba đời niệm Phật được thành Phật. Để so sánh công đức, theo Phỏng Phổ Môn nói: số Bồ Tát nhiều như các sông Hằng, dù cúng dường nhiều gấp 62 ức, tức 6.200.000 lần số Bồ Tát, cũng chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Âm. Kinh Thập Luận nói: 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói: một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ thu nhiếp quả của lục độ, vượt hơn sự bố thí tiền của gấp 100.000 lần. Kinh Niết Bàn nói: một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một niệm Phật, thì cũng hơn công đức người bố thí kia. Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Nam Mô A Di Đà Phật.